Thưa quý vị, tuần lễ thời trang London năm nay diễn ra đúng thời điểm Vương quốc Anh đang trong những ngày quốc tang bởi sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Mặc dù các show diễn vẫn được cho phép tổ chức, nhưng giới thời trang London đồng loạt có những giây phút tưởng niệm trước khi show diễn bắt đầu để bày tỏ lòng tôn kính dành cho nữ hoàng Anh, đồng thời người là biểu tượng thời trang của nhiều thế hệ bởi sự sang trọng chỉn chu và phong cách thời trang hoàn hảo luôn nổi bật trước công chúng. Tại sàn diễn Hall of Icon Fashion Week London, năm nay quy tụ 27 nhà thiết kế tới từ nhiều nước trên thế giới. Nhà thiết kế trẻ 12 tuổi gốc Việt Anna Hoàng với thương hiệu Love Collection đã đem tới bộ sưu tập lấy ý tưởng từ các hoạt động thiện nguyện và nhân đạo quốc tế mà cô bé đã thực hiện trong suốt 5 năm qua. Bộ sưu tập mang gam màu chủ đạo đỏ vàng được in hình trái tim đỏ với ngôi sao vàng thể hiện tinh thần nhiệt huyết và nhân ái của người Việt Nam. Đồng thời, theo Anna Hoàng cho biết, cô định hướng thời trang mùa xuân hè 2023 sẽ là những gam màu nổi bật như đỏ vàng và chấm phá bằng các gam màu tím hay xanh nước biển. Bộ sưu tập với 25 mẫu thiết kế mang nét trẻ trung, sự thoải mái nhưng không kém phần cá tính cho các bạn nhỏ tuổi thanh thiếu niên. Tôi đã được xem rất là nhiều bộ collection từ rất là nhiều các nhà thiết kế trên thế giới. Đặc biệt tôi thấy rất ấn tượng với em Anna Hoàng, người đã thiết kế ra bộ Love Collection. Em ấy mới 12 tuổi nhưng đã mang đến một giá trị rất là nhân văn và mang đến những điều tốt đẹp và một niềm tự hào cho người Việt Nam. Những bộ collection của em gợi nhớ tôi đến cái tình yêu thương của đất nước và ý nghĩa của bộ đấy khiến trái tim tôi cảm thấy rung động hơn rất nhiều khi em đang tạo ra Anna Foundation, một quỹ giúp cho rất là nhiều em đang cần cơ hội để được đến trường tại Việt Nam. Điểm nhấn trước khi chào kết khán giả, các nhà thiết kế đã dành thời gian để tưởng nhớ nữ hoàng Anh với tình cảm yêu mến và đặc biệt dành cho bà. Các bạn mẫu nhí trên tay cầm hoa hồng đỏ cùng nhà thiết kế đã đưa biểu ngữ với lời chào tạm biệt nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, người phụ nữ có trái tim nhân hậu, biểu tượng của nước Anh được thế giới tôn kính. Nhà thiết kế nhỏ tuổi Anna Hoàng đã từng là bạn học cùng trường với hoàng tử công chúa nhỏ, những người chắt của nữ hoàng Anh, nên tình cảm của cô bé dành cho hoàng gia Anh càng thêm đặc biệt.